Bộ Tư pháp vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng kết quả rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất sau vụ việc doanh nghiệp bỏ cọc quỹ hợp đồng mua đất vàng Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh vừa qua. Theo đó, thì Bộ Tư pháp đánh giá hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất hiện nay vẫn còn thiếu thống nhất giữa các quy định của pháp luật đất đai và quản lý thuế về thời gian nộp tiền trúng tiền đấu thầu giá quyền sử dụng đất. Điều này dẫn đến cách áp dụng khác nhau và gây khó khăn, lúng túng cho nhiều địa phương trong quá trình thực hiện cũng như tiềm ẩn việc khiếu nại tố cáo có thể phát sinh. Bộ Tư pháp cũng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường cần phải rà soát hoàn thiện các quy định của pháp luật về đất đai, về giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, rà soát điều kiện yêu cầu về năng lực tài chính của doanh nghiệp tham gia đấu giá, thời điểm nộp tiền trúng đấu giá và chế tài đối với doanh nghiệp trúng đấu giá đất nhưng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền trúng đấu giá. Bộ Tư pháp cũng sẽ nghiên cứu đề xuất sửa đổi Nghị định 62 năm 2017, quy định biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thực hiện đúng trình tự và thủ tục đấu giá. Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp thứ 9 diễn ra 2 đợt vào các ngày từ mùng 10 đến ngày 16 tháng 3 và 22 tới 25 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành ngày 16 tháng 3 để tổ chức chất vấn hai nhóm vấn đề. Nhóm thứ nhất thuộc lĩnh vực công thương, bao gồm tình hình sản xuất, nhập khẩu, cung ứng xăng dầu, công tác điều hành giá xăng dầu thời gian qua, việc thực hiện các nghị quyết, kết luận về chất vấn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, giải pháp đảm bảo lưu thông, xuất nhập khẩu hàng hóa trong tình hình dịch bệnh COVID-19, nhất là nông sản. Trách nhiệm trả lời nội dung này là Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Nội dung chất vấn bao gồm việc thực hiện nghị quyết về chất vấn và giám sát chuyên đề của Quốc hội liên quan đến quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị, trách nhiệm và giải pháp ngăn chặn tình trạng lợi dụng việc trả giá trong các phiên đấu giá đất với mức giá vượt xa giá trị của thị trường để đẩy giá đất khu vực lân cận lên cao nhằm trục lợi cá nhân. Việc thực hiện các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, hứa mua, hứa bán về đất đai thời gian qua và việc giải quyết các khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực này. Trách nhiệm trả lời chính lĩnh vực này thuộc về Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Thưa quý vị và các bạn, thông tin cập nhật về tình hình COVID-19 trong buổi tối ngày hôm nay, tính từ 16 giờ ngày 11 tháng 3 đến 16 giờ ngày 12 tháng 3, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 của Việt Nam đã ghi nhận thêm 168.719 ca nhiễm mới COVID-19, giảm 386 ca so với một ngày trước đó, phân bố tại 63 tỉnh, thành phố. Và cũng trong ngày hôm nay, thì Sở Y tế thành phố Hà Nội đã đăng ký bổ sung 195.000 ca, Sở Y tế Nam Định đăng ký bổ sung 35.949 ca, Sở Y tế Hưng Yên đăng ký bổ sung 33.760 ca và Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đăng ký bổ sung 20.784 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi có sự rà soát bổ sung đầy đủ thông tin. Hà Nội hiện nay vẫn dẫn đầu cả nước với 30.693 ca mắc mới. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin ngày hôm qua ngày 11 tháng 3 thì chúng tôi đã phản ánh tình trạng loạn giá dịch vụ mai táng bệnh nhân mất do COVID-19 tại Quảng Ngãi. Ngay sau phóng sự lên sóng trên kênh VTC1 thì lãnh đạo ngành y tế Quảng Ngãi đã khẳng định việc bệnh viện để công ty mai táng vào làm dịch vụ là trái với quy định của Bộ Y tế về phòng chống dịch. Sở Y tế Quảng Ngãi sẽ làm việc với bệnh viện để làm rõ và xử lý các sai phạm nếu có. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quảng Ngãi là nơi tiếp nhận điều trị các bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong 2 năm qua. Do diễn biến phức tạp của dịch, nhiều bệnh nhân đã không qua khỏi. Tuy nhiên, theo lãnh đạo bệnh viện, hiện bệnh viện chưa có nhà tang lễ nên không có các bộ phận thực hiện công việc mai táng theo quy định của Bộ Y tế. Bệnh viện không có cái nhân viên nhà đại thể. Vì nó không có nhu cầu đó nên không thể thành lập một cái nhân viên nhà đại thể. Nên là nó thiếu về nguồn nhân lực như thế, cũng như là các cái trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho cái việc mà mai táng cho bệnh nhân. Theo lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi, Bộ Y tế quy định rất rõ về quy trình mai táng nạn nhân COVID-19, việc cách ly, khử khuẩn, đưa thi thể vào túi tử thi, đưa đến huyệt mộ bằng xe cứu thương phải do y tế đảm nhiệm. Việc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quảng Ngãi cho công ty mai táng vào làm dịch vụ tại bệnh viện là trái với quy định của Bộ Y tế. Chuyện mà loạn giá thì cái này thì ngoài tầm của sở, cái này là do cơ sở 2 không biết là có biết hay không, chứ còn sở thì không có chỉ đạo về cái việc này. Nhưng mà theo tôi thì cái việc mà loạn giá đó thì nó cũng phụ thuộc ra rất là nhiều cái yếu tố,
Ví dụ như cái bây giờ cái quan tài tốt hay sáu thì cái giá nó cũng khác nhau. Thì theo tôi nghĩ thì công ty mai táng với người nhà nên có cái thỏa thuận trước khi mà chúng ta quyết định. Chia sẻ với những khó khăn mà Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quảng Ngãi gặp phải trong quá trình mai táng bệnh nhân, nhưng ông Lê Bảy cũng cho rằng việc để công ty mai táng vào làm dịch vụ mà không có kiểm soát là trách nhiệm của lãnh đạo bệnh viện. Cho vào thì anh phải có cái quy định và giá cả rồi thì anh phải không được lợi dụng, không được lợi dụng cái lúc mà người ta đau thương mà anh nâng giá lên là cái đó là không được. Ví dụ như anh phải công khai cái quan tài là bao nhiêu, cái công là bao nhiêu mà cũng mức độ vừa phải thôi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng đã yêu cầu Sở Y tế, Sở Tài nguyên Môi trường, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát và chấn chỉnh sai phạm nếu có, báo cáo kết quả cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 3 tới. Vâng thưa quý vị, khi mà số lượng F0 tăng cao trong thời gian qua, không chỉ tạo gánh nặng cho công tác chuyên môn điều trị mà còn phát sinh hệ lụy về thủ tục hành chính. Điển hình nhất là việc rất nhiều người dân cần phải có giấy chứng nhận F0 hoặc đã hoàn thành cách ly đều phải xếp hàng làm thủ tục ở các trạm y tế, khiến cho tuyến y tế cơ sở càng trở nên quá tải hơn. Và trước thực trạng này, thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị cho triển khai thêm tính năng cấp giấy hoàn thành cách ly trên hệ thống quản lý bệnh nhân COVID-19. Chị Nhi vừa hoàn thành điều trị COVID-19 tại nhà. Cũng như nhiều người dân khác, đây là lần thứ hai chị Nhi phải đến trạm y tế phường để xin giấy xác nhận đã hoàn thành cách ly. Trước đó là đến lấy giấy chứng nhận F0. Mệt mỏi và mất thời gian nên chị Nhi mong chờ giải pháp khai báo y tế điện tử tại nhà sớm chính thức được triển khai. Tôi cũng muốn là khi mà mình bị nhưng mà mình ở nhà, mình phải làm mọi thao tác qua online hết thì nó sẽ tiện hơn, không phải mất thời gian công sức chờ đợi. Cũng để bộ phận y tế giảm tải bớt để họ có thể chăm sóc cho các cái bệnh nhân khác. Với những người trẻ thì chúng ta tiếp cận với công nghệ 4.0, khai báo trên mạng thì rất là dễ. Nhưng đối với người lớn thì chúng ta phải có cách nào để cho những người lớn người ta tiếp cận được những cái cách để khai báo một cách dễ dàng hơn. Người dân thành phố Hồ Chí Minh rất đồng tình với cách khai báo qua mạng. Nhiều người đã vào đường link do Sở Y tế cung cấp để tiến hành khai báo, cho dù chương trình này chưa chính thức triển khai. Bên cạnh đó, các nhân viên y tế của trạm y tế phường 11, quận Bình Thạnh cũng đã tiến hành xác minh lời khai của họ qua điện thoại. Đây là cách làm hiệu quả tiện lợi khi mà trạm y tế này với vỏn vẹn chỉ có 6 nhân viên, nhưng hôm nay thêm 2 nhân viên phải cách ly do vừa phát hiện là F0. Trong quá trình mà họ ra khai báo, nếu như khai báo trực tiếp thì cũng phần nào ảnh hưởng tới các hoạt động khác, chăm sóc sức khỏe khác của trạm y tế. Vì hiện nay là các chương trình sức khỏe khác của trạm y tế cũng đã là trở lại hoạt động bình thường. Còn nếu như mà bệnh nhân F0 tiếp tục ra trạm y tế khai báo thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới các hoạt động khác. Và những cái đó là thủ tục hành chính mà chỉ để làm cái gì? Để xác nhận người đó có F0 hay không thôi, khỏi bệnh hay không, để người ta hòa nhập thôi. Thì mình nên tạo điều kiện cho người ta tự đăng ký ở đâu đó, mình sử dụng gọi là 4.0 để mình làm cái đó, để giảm đi cái tải cho nhân viên y tế ở trạm, mà giảm tải như vậy nó sẽ không phát sinh ra tiêu cực. Điều quan trọng nhất là giảm tải thì phát sinh ra cực rồi chen lấn rồi cò này kia ít sùm thì đất hết, nó quá phức tạp, nó quá mệt mỏi đi. Chỉ một tờ giấy đơn giản nhưng đã khiến từ người dân đến nhân viên y tế cơ sở phải mất thời gian, công sức. Vậy nên tính năng cấp giấy hoàn thành cách ly trên hệ thống quản lý bệnh nhân COVID-19 mà Thành phố Hồ Chí Minh sắp triển khai được kỳ vọng sẽ giảm tải gánh nặng thủ tục cho nhân viên y tế, hạn chế được sự lây lan dịch bệnh cũng như tránh tiêu cực có thể xảy ra.